Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp cuốn sách Là một người bao dung trong bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan, câu chuyện thứ 8, Lạn Tương Như và Liêm Pha. Liêm Pha là một tướng quân nổi tiếng của Lước Triệu thời chiến quốc. Ông cùng với Bạch Khởi, Vương Tiễn, Lý Mục được coi là bốn đại tướng quân nổi tiếng thời chiến quốc. Lạn Tương Như là người Lước Triệu thời chiến quốc, tháo vát và dũng cảm lại biết đại cục lo đại thể ông vốn là một môn khách của thái giám mục hiền về sau mục hiền giới thiệu lạn tương như cho vua triệu huệ văn đi xứ thái lan ông hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc nên được vua triệu huệ văn đánh giá cao không lâu sau đó khi ông tháp tùng vua triệu huệ văn đi gặp mẫn trì và tần triều vương dựa vào tài trí của mình mà nhìn thấy âm mưu của tần chiêu vương giữ gìn được sự tôn nghiêm của vua triệu huệ vương lập công lớn vì thế vua triệu huệ vương phong ông làm thượng khanh thượng khanh là chức quan có địa vị cao nhất ngay cả đại tướng quân liêm pha của nước như chư hầu uy chấn cũng chưa đạt tới mức này liêm pha nghe thấy tin này rất tức giận bất mãn nói ta là tướng nước triệu Há thành đánh trận lập lên bao nhiêu công lớn Thế mà lạn tương như chỉ nhờ miệng lưỡi lập công mà dám trèo lên bên trên ta ngồi Lay ta phải xếp dưới hắn là một điều sỉ nhục Rồi rêu rao nếu gặp lạn tương như quyết sẽ làm nhục ông ta Những lời này đã truyền đến tai lạn tương như Ông ấy cáo bệnh không lên chiều tránh gặp mặt liêm pha Môn khách của lạn tương như đều xì xào cho rằng ông ấy nhát gan một hôm Lãn tương như cùng tùy tùng ra ngoài vi hành bỗng nhìn thấy xe ngựa của liêm pha ngay trước mặt ông liền vội vàng cho phu xe nái xe vào một ngõ nhỏ trốn chờ xe ngựa của liêm pha đi qua rồi mới quay ra việc này khiến môn khách nổi giận sau khi trở về nơi ở liền hẹn gặp lại tương như nói rằng chúng tôi sở dĩ bỏ thân thích đi theo ngài là vì ngưỡng mộ phẩm hạnh của ngài ngài và liêm pha đều là quan lớn của nước triệu địa vị của ngài còn cao lớn hơn hắn vậy mà liêm pha ác miệng rêu dao nói xấu sỉ nhục thì ngài lại sợ ông ta người thường còn không chịu lỗi lỗi nhục này huống hồ ngài là bậc thượng khanh hắn chửi ngài ngài không nói lại không dám lên chiều gặp mặt giữa đường gặp hắn còn phải trốn tránh. Thế này thì chúng tôi chịu đựng sao lỗi, bọn chúng tôi bất tài xin từ giã ra về. Lạn tương như cố cản họ lại nói, chư vị thấy liêm tướng quân và vua tần thì ai lợi hơn, hại hơn. Môn khách đều nói, tất nhiên là vua tần rồi. Lạng tương như nói, đến vua tần rất uy nghiêm, bệ vệ mà còn dám trách móc trước mặt bàn dân thiên hạ dạy dỗ thái giám của ông ta chẳng lẽ ta lại đi sợ một tên liêm tướng quân sao vì ta nghĩ nước tần hung dữ không đem binh lính đánh nước triệu là vì có liêm tướng quân và ta ở đây nếu hai con hổ đánh nhau thể lào tình thế cũng xấu đi nhất định không thể cùng nhau sinh tồn nước tần sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ tấn công nước triệu Ta làm thế này là đặt lợi ích quốc gia lên trên Các chuyện ân oán cá nhân sang một bên Chứ đâu phải sợ hãi liên tướng quân Các môn khách nghe thấy vậy Mọi bực tức trong lòng liền tiêu tan Và càng kính lẻ lạn tương như Về sau, những lời này của lạn tương như truyền đến tai liêm pha Liêm pha rất cảm kích Tự cảm thấy xấu hổ Và nói lạn tương như Đức cao vọng trọng như vậy Ta không xứng tầm nói xong liền cởi trần mang theo roi mận gai chạy tới phủ của lạn tương như nhận lỗi vừa thấy lạn tương như liền quỳ xuống nói ta là kẻ lông cạn ít nhận thức lòng dạ hẹp hòi thật sự hồ đồ suýt chút nữa thì làm hỏng việc lớn quốc gia không khoan dung độ lượng được như ngài ta thực sự không còn mặt mũi nào để gặp ngài xin ngài hãy dùng cây roi này để đánh ta lạn tương như vội vàng đỡ ông ta dậy, nói rằng tướng quân có thể hiểu ta là ta thấy rất cảm kích. Làm sao có thể dùng roi để đánh ngài chứ? Chúng ta đều là quan lớn trong triều, hãy cùng nhau đồng tâm, hiệp lực, vì lợi ích lước triệu. Liêm pha cảm động rơi lệ, lạn tương như cũng cảm động mà khóc. Từ đó, hai người trở thành bạn tri kỷ, cùng nhau phò tá lước triệu, khiến nước tần mười mấy năm liên tục không dám xâm lược lước triệu các bạn à qua câu chuyện trên các bạn học được bài học gì xin được trị tội bằng roi mận gai là một điển cố nổi tiếng trong lịch sử trung quốc không chỉ thể hiện sự khiêm tốn điềm tĩnh tầm nhìn rộng mà còn thể hiện hào khí anh hùng của sự thẳng thắn thật thà và biết sai để sửa hai vị một văn một võ một người giỏi tư duy một người giỏi hành động bổ sung cho nhau vì vậy khiến cho nước triệu ngày càng mạnh Đúng không các bạn? Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.